Tiếp nối cái chương 3 khảo sát tính ổn định của hệ thống là phần 3 cách vẽ biểu đồ bót biên. Thì sau khi các bạn học xong cái phần này thì các bạn bạn có thể vẽ được cái biểu đồ bót biên khi mà bạn có cái hàm truyền của hệ thống. Khi bót biên bạn vẽ được rồi thì sẽ kết hợp với bót pha và các bạn có thể khảo sát được tính ổn định của hệ thống thông qua biểu đồ bót. Nội dung của cái phần 3 này sẽ gồm 4 phần như sau: nguyên tắc toán học, phương pháp vẽ bót biên dựa vào tiệm cận. Và mình sẽ đề cập tới hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là vẽ bót biên mà từ hàm truyền. Ví dụ thứ hai đó là vẽ hàm truyền, có được hàm truyền từ vẽ bót biên. Đầu tiên là mình đề cập tới nguyên tắc toán học. Chẳng hạn như mình có nhiều cái hệ thống con, lần lượt có cái hàm truyền là G1, G2, G3, G4 vân vân, nói chung là GI, thì mình sẽ có cái hàm truyền của cái hệ thống tổng là GS sẽ bằng tích của tất cả các hàm truyền của các hệ thống con đó lại với nhau. Tương ứng thì mình sẽ thay S bằng G omega để mình có được đặc tính tần số của cái hệ thống lớn đó. Và biên độ của hệ thống lớn, ký hiệu là L omega, sẽ bằng tổng của tất cả các biên độ của các cái hệ thống con thứ y. Và cái biên độ của mỗi hệ thống con thứ y nó sẽ là 20 log của M lớn y omega. M lớn y omega chính là cái mô đun của mỗi cái hệ thống con, của hàm truyền của mỗi hệ thống con. Tương ứng pha của hệ thống lớn sẽ bằng tổng của tất cả các cái pha của hệ thống con. Thì thông qua cái nguyên tắc vừa rồi, chúng ta đề cập tới phương pháp vẽ biểu đồ bót biên dựa vào tiệm cận. Có nghĩa là ở đây, phương pháp họ đưa ra, mình sẽ vẽ được các cái đường tiệm cận và cái bót biên của mình nó sẽ bám theo các đường tiệm cận đó. Bước 1 là đầu tiên mình phải xác định được tất cả các khâu đồng học điển hình ở trong cái hàm truyền hệ thống của mình. Và mình liệt kê ra mỗi khâu tương ứng với cái tần số gãy của nó. Omega y bằng 1 trên t lớn y. Và sắp xếp tăng dần các cái tần số gãy này từ nhỏ tới lớn. Omega 1, omega 2, vân vân. Bước thứ hai là mình phải xác định được cái điểm A có cái tọa độ là omega bằng 1 và L omega bằng 20 log K. Trong đó K là cái giá trị của cái khâu tỷ lệ ở trong cái hàm truyền của cái hệ thống. Và cái bót biên của mình, cái đường tiệm cận bót biên đó, nó sẽ có xu hướng khởi đầu là đi vào cái điểm A này. Nếu không có cái tần số gãy nào mà nó gặp trước đó thì nó sẽ đi thẳng vào điểm A này. Còn nếu có tần số gãy thì nó sẽ không đi được tới điểm A. Tuy nhiên ban đầu nó sẽ có xu hướng đi vào cái điểm A. Độ dốc ban đầu của bót biên khi hướng vào điểm A ở bước 2 thì nó sẽ lần lượt có thể là nó có độ dốc là âm 20 decibel trên một đề cạc nhân cho alpha. Nếu mà GS có alpha khâu tích phân lý tưởng, dương 20 decibel nhân cho alpha nếu GS có alpha khâu vi phân lý tưởng. Có nghĩa là trong cái hàm truyền mình sẽ xác định là hệ thống có bao nhiêu khâu tích phân lý tưởng hay là có bao nhiêu khâu vi phân lý tưởng để mà mình xác định cái độ dốc ban đầu của bót biên của mình. Tất nhiên là khâu tích phân lý tưởng và khâu vi phân lý tưởng không thể nào cùng đồng thời xuất hiện được. Tại vì nếu nó cùng đồng thời xuất hiện nó sẽ tự đơn giản cho nhau đi. Bước 4. Tại tần số gãy omega y, độ dốc đường tiệm cận sẽ được cộng thêm là trừ 20 decibel trên một đề cạc nhân cho beta nếu omega y là tần số gãy của khâu quán tính bậc 1. Trong đó beta là số nghiệm bội tại omega y. Dương 20 decibel trên một đề cạc nhân cho beta nếu omega y là tần số gãy của khâu vi phân bậc 1. Với beta là số nghiệm bội tại omega y. Trừ 40 decibel trên một đề cạc nhân cho beta nếu omega y là tần số gãy của khâu dao động bậc 2. Trong đó beta là số nghiệm bội tại omega y. Dương 40 decibel trên một đề cạc nhân beta nếu omega y là tần số gãy của khâu vi phân bậc 2. T bình S bình cộng 2 epsilon T S cộng 1, nó là cái khâu mà ngược lại với khâu dao động bậc 2 ha. Có nghĩa là cái bót biên của mình nó sẽ di chuyển và khi nó gặp cái tần số gãy thứ mấy thì cái độ dốc nó sẽ thay đổi và cái sự thay đổi được thể hiện thông qua các quy luật của bước 4 này. Và sau khi nó thay đổi độ dốc tại cái tần số gãy nó sẽ đi tiếp tục từ trái sang phải và nếu gặp tần số gãy kế tiếp nó lại thay đổi độ dốc tiếp theo quy luật như ở bước 4. Và cứ lặp lại bước 4 cho đến khi hết các tần số gãy thì cái đường mà mình vẽ ra cuối cùng đó chính là cái đường tiệm cận, các cái đường tiệm cận của cái bót biên và cái bót biên của mình sẽ có xu hướng bám sát theo các đường tiệm cận đó. Bây giờ mình bắt đầu vẽ biểu đồ bót từ một cái hàm truyền cho trước. Ví dụ như một hệ thống có cái hàm truyền như thế này, người ta yêu cầu mình vẽ bót biên.
thì mình thấy rằng là trong cái hàm truyền này, tất cả các khâu động học điển hình nó đều đã được đưa về dạng phù hợp là dạng TS cộng 1. Do đó trong trường hợp này mình chỉ cần liệt kê các cái tần số gãy tương ứng với các khâu động học tương ứng là được. Còn nếu mà cái hàm truyền người ta cho mà chưa có được đưa về dạng phù hợp, tức là dạng TS cộng 1, thì các bạn phải chuyển đổi về dạng phù hợp rồi mới được liệt kê các cái tần số gãy và các khâu động học tương ứng nha. Trong cái hàm truyền này các khâu động học lần lượt là một khâu tích phân lý tưởng 1 trên S đây. Một khâu vi phân bậc 1 có tần số gãy là omega 1, vi phân bậc 1 đây trên tử số nè. Một khâu quán tính bậc 1 có tần số gãy là omega 2, quán tính bậc 1 ở dưới mẫu đây, 0,01s cộng 1 đây. Và một khâu tỷ lệ là k bằng 100 ở chỗ này. Thì sau đó mình sẽ tiến hành vẽ biểu đồ Bode biên và được kết quả như thế này. Thì cách thức vẽ biểu đồ Bode biên cũng đã được trình bày ở phần 3.2 rồi, nhưng bây giờ thầy nhắc lại một số bước thôi. Chẳng hạn như các khâu động học điển hình các bạn đã liệt kê rồi, có các tần số gãy tương ứng rồi. Thì cái trục ngang, trục lóc omega này á, cái tần số gãy omega 1, omega 2 nó lần lượt là những chỗ này. Lóc omega 1 là bằng 1 và lóc omega 2 là bằng 2. Thì cái khoảng mà lóc omega bằng trừ 1 cho tới lóc omega bằng 0, rồi lóc omega bằng 0 cho tới lóc omega bằng 1, vân vân. Mỗi cái khoảng như thế này người ta gọi là một đề cạc. Các cái khoảng này nó bằng nhau, đều nhau hết nha. Điểm A nó có tọa độ là tại lóc omega bằng 0 và theo trục thẳng đứng nó là 20 log k. 20 log k mà k ở đây là bằng 100, 20 log k tức là bằng 40. 40 là chiếu ngang qua thì A nó nằm ở chỗ này. Tương ứng với log omega bằng 0 là ở chỗ này. Đồ thị Bode biên của mình ban đầu có xu hướng đi vào điểm A. Và tại vì trong quá trình đi vào điểm A nó không có gặp tần số gãy nào để đổi hướng hết, cho nên nó sẽ đi thẳng vào điểm A luôn. Và độ dốc ban đầu của nó sẽ là âm 20 decibel trên một đề cạc, tại vì nó có một khâu tích phân lý tưởng ở chỗ này. Độ dốc âm 20 dB trên một đề cạc, các bạn muốn xác định nó, các bạn có thể tạo ra các cái đường dốc tham khảo. Chẳng hạn như trong vòng một đề cạc từ khoảng này tới khoảng này, cái độ dốc nó giảm từ 40 xuống 20. Như vậy thì cái đường này nè, chính là cái đường dốc âm 20 dB trên một đề cạc. Tương ứng âm 40 dB trên một đề cạc thì các bạn cũng có thể làm một cái đường tham khảo. Chẳng hạn như trong vòng một đề cạc, log omega bằng 0 cho tới log, xin lỗi, góc omega bằng trừ 1 cho đến log omega bằng 0. Thì độ dốc nó giảm từ 40 xuống 0. Thì đây chính là cái đường dốc âm 40 dB trên một đề cạc. Độ dốc ban đầu nó là âm 20 dB trên một đề cạc, cho nên nó sẽ song song với cái đường gạch này. Nó song song với nhau. Như vậy thì mình đã xác định được độ dốc ban đầu đi vào điểm A. Và tới cái tần số gãy đầu tiên omega 1 thì nó sẽ thay đổi độ dốc. Đây là một khâu vi phân bậc 1, cho nên nó sẽ là dương 20 dB trên một đề cạc. Âm 20 dB trên một đề cạc cộng thêm cho 20 dB trên một đề cạc, cho nên sẽ là 0 dB trên một đề cạc. Đi cho tới gặp tần số gãy thứ hai. Đó là omega 2, nó tương ứng với một khâu quán tính bậc 1, cho nên giảm âm 20 dB trên một đề cạc. Đang 0 dB trên một đề cạc mà giảm đi âm 20 dB trên một đề cạc sẽ là âm 20 dB trên một đề cạc. Độ dốc này nó sẽ giống với độ dốc này. Cho cùng là âm 20 dB trên một đề cạc. Và đi nữa thì sẽ không còn gặp tần số gãy nào nữa, cho nên cái đường này chính là cái đường tiệm cận Bode biên. Nếu bạn vẽ Bode biên thì bạn sẽ vẽ cái đường nó đi rất là sát với cái đường tiệm cận này ha. Cho nên đây là kết quả vẽ tay cái biểu đồ Bode biên của mình. Một ví dụ khác đó là mình có cái Bode biên rồi thì bây giờ mình suy ngược lại thành hàm truyền. Chẳng hạn như mình có cái đồ thị Bode biên của một cái hệ thống như thế này, và đặc biệt là hệ thống nó không có khâu trễ ha, thì mình sẽ tiến hành tìm cái hàm truyền của hệ thống. Đầu tiên mình thấy độ dốc ban đầu hệ thống là 0 decibel trên một đề cạc, chứng tỏ là nó không có khâu tích phân lý tưởng, cũng không có khâu vi phân lý tưởng luôn. Đồng thời á, tại đây nó gặp tần số gãy nên nó đổi hướng. Tần số gãy này nó làm cho độ dốc giảm đi 20 dB trên một đề cạc, chứng tỏ rằng đây là một khâu quán tính bậc 1. Cho nên hệ thống mình sẽ có một khâu quán tính bậc 1 chỗ này. Tiếp theo nó đi và nó gặp thêm một cái khâu vi phân bậc 1, cho nên nó mới đổi hướng dương 20 dB trên một đề cạc để nằm ngang qua. Cho nên nó chỗ này nó sẽ có một khâu vi phân bậc 1. Tại đây, độ dốc nó tăng ngược lên 40 dB trên một đề cạc, chứng tỏ nó phải gặp hai khâu vi phân bậc 1 trùng nhau tại tần số gãy này. Do đó, mình có cái khâu T3S cộng 1 tất cả bình. Và tại cái điểm E này, độ dốc nó bị giảm đi âm 40 dB trên một đề cạc để nó được nằm ngang. Ha.
được nằm ngang. Cho nên á, là cái độ cái mình sẽ có hai khâu quán tính bậc 1 trùng nhau, T4S cộng 1 bình phương. Và mình sẽ có khâu tỷ lệ là K. Như vậy thì thông qua cái đồ thị bót biên này, mình sẽ suy ra được cái hàm truyền của hệ thống sẽ có cái dạng này. Và còn lại là mình tính toán các cái thông số trong cái hàm truyền này thôi, là K, T2, T3, T1, T4. Ban đầu điểm A của mình, cái điểm mà có tọa độ là log omega bằng 0 và trục dọc, trục tung nó là 20 log K. Nó cũng chính là điểm B luôn. Nó cũng chính là điểm B luôn. Thì mình sẽ có 20 log K bằng 34. Và từ đó K bằng 50. Mình có log omega 1 bằng trừ 1. Log omega 1 bằng trừ 1 tại tần số gãy. Cho nên omega 1 sẽ bằng 0,1. Từ đó suy ra T1. Mình có log omega 2 sẽ bằng log omega 1 cộng 2. Đó là do cái độ dốc khi mà đi từ B xuống C nó bị giảm từ 34 xuống còn trừ 6, tức là nó thay đổi 2 đề cạc. 2 đề cạc có nghĩa là từ B tới C này là 2 đề cạc. Cho nên á, cái log omega 1 ngay chỗ này sẽ cộng 2 để nó được log omega 2. Do đó mình suy ngược lại được omega 2 bằng 10 và từ đó là T2 bằng 0,1. Log omega 3 thì nó nghiễm nhiên nó bằng 2 rồi, mình nhìn cái hình mình thấy. Cho nên mình suy ra cái omega 3 nó bằng 100 và từ đó mình có T3. Tương tự thì mình có từ cái điểm D này đi tới điểm E là cái độ dốc nó tăng từ trừ 6 tới 54, tức là 1,5 đề cạc. 1,5 đề cạc, như vậy là mình sẽ có log omega 4 sẽ bằng log omega 3 cộng cho 1,5. Thì từ đó mình suy ra được omega 4, từ đó suy ra được T4. Xác định được tất cả các thành phần này rồi thì mình đã xác định được hàm truyền của hệ thống là có dạng như thế này.